Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Dennis, Nguyễn Trường Trung Quân. Ngày hôm nay xin làm một cái video. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Dennis, Nguyễn Trường Trung Quân. Ngày hôm nay sẽ làm một cái vlog nhỏ nhỏ để giới thiệu một người bạn mới vào với gia đình Nguyễn Trường Trung Quân và Dennis đó. Và đó chính là Đặng Văn Thơm. Every day, every moment, every breath you take. Ta-da. Mũi trái tim này, xinh không? Ôi. Ngoan nhỉ. Tháng ấy, em sao gần như mỗi ngày đây mà nặng luôn ấy. Ừ. Em chỉ đi một tuần em về em thì khác luôn. Sao bé này nó đi cùng luôn à? Sợ. Em lại lùi lại cứ sợ. Xin giới thiệu với mọi người, em Đặng Văn Thơm là một chú chó Border Collie tròn 45 ngày. 45 ngày tuổi. Hôm nay là 50 ngày tuổi rồi. Hôm nay chính xác là 50 ngày tuổi của Border Collie. Và đây là một món quà do Tây Cung cùng với một số Rider Star ở Việt Nam gửi tặng đến Trung Quân và Dennis. Đấy thì Dennis nghĩ là chắc là tại vì mọi người biết Dennis là rất thích cún hay sao ấy. Tại vì Dennis có một số lần ấy thì có up lên tài khoản Instagram hay mạng xã hội nói về cái em Coca của Dennis ấy, mà một lần vô tình bị mất. Nên ra Dennis rất là nhớ. Thì không ngờ là Rider Star rất là tinh tế với cả để ý đến những cái nhỏ nhỏ như thế để tặng cho Dennis một món quà còn thể gọi là hết sức tâm đắc. Thì khi mà mang em cún về thì ở đấy Dennis rất là vui với cái cảm giác là sáng nay, tối qua ấy, thực ra mất ngủ luôn ấy, tối qua kiểu không ngủ được ấy, thì thao thức tại vì biết ngày hôm nay mình sẽ đón em Thơm về nhà, nên thành ra tối qua trằn trọc mãi dậy rất là sớm để dụ Quân đưa đi để đón Thơm. Thế là trên xe ô tô háo hức vô cùng, đến lúc gặp em ý thì ôi vỡ òa đúng không? Thực ra là không chỉ mỗi luôn. Dennis vỡ òa mà là Nguyễn Trần Trung Quân cũng vỡ òa luôn, bởi vì trước khi mà gọi là mang em Thơm về nhà thì Quân đã tìm hiểu rất là nhiều về Border Collie cùng với cả Dennis, tìm hiểu và xem YouTube rất là nhiều và được biết rằng là Border Collie là một trong những giống chó gọi là thông minh nhất thế giới, và giống chó Border Collie cũng là một giống chó có cái tính gần người đúng không? Cái thông minh mình huấn luyện cái gì nó sẽ nhớ được lâu. Ôi nhưng mà mọi người không biết là cái yêu nhất là cái gì? Cái hôm mà mình đến thì nó còn hơi bé bé. Đúng rồi. Bây giờ nó to rồi. Thành ra cái mũi trái tim của nó càng ngày càng to, càng ngày càng hình trái tim. Nhìn Border Collie và bé Thơm nhà Quân á. Bé Thơm nhà Quân khi mà mang về thì có một cái rất là đáng yêu, đó là chiếc mũi của bé có hình trái tim. Và trông bé thì rất là múp múp, hình như là chó con nào cũng thế đúng không? Chân đệm chân lại hồng không mềm không? Bé này nó đặc biệt tại vì thực ra là Dennis nghĩ là các bạn Rider Star đấy, Tây Cung và một số bạn Rider Star ở Việt Nam này, các bạn ấy rất là khéo, các bạn ấy chọn cái Border Collie, cái bé Thơm này rất đặc biệt ở chỗ là bình thường ấy, Border Collie khác thì mặt đen xì và nó lồi ra hai cái mắt thôi. Đấy, đen phần hai mắt ấy nhìn thì nó thì cũng xinh nhưng mà nó trông hơi dữ. Và tuy nhiên thì tìm được cái em Border Collie này thì cái phần trắng nó nhiều hơn, đặc biệt cái mũi của em hình trái tim rất là yêu, rất là dễ thương. Hay là phải chăng là hình trái tim đấy chính là truyền từ MC. Mọi người để ý cái yếm ngực của MC hình trái tim này, like ra để yếm ngực trái tim, vì cái mũi của MC cũng hơi trái tim. Thế là em Thơm này mũi cũng trái tim luôn, rất đáng yêu. À quên ta kể nốt cái câu chuyện nữ sinh. Vệ sinh thì khi mang em ấy về
em ấy lúc đầu rất là bỡ ngỡ, các thứ cũng đứng một chỗ nhở, không di chuyển. Một lát sau thì chạy tung tăng khắp nơi, vui vẻ, hoạt bát lắm, lanh lợi lắm. Được một lúc sau thì em ấy lại lao ra nôn mửa, tè bậy, gọi là một liên hoàn luôn. Đến nỗi và lúc đấy là Quân nhìn thấy Quân sợ quá, và Quân đã là ôm bé chạy NC và chạy vào trong phòng và để môi Dennis ở ngoài này ôm như ôm con mèo luôn. Nhưng mà đến nỗi mà em ý về tè này, xong rồi nôn này liên tục như thế, đến nỗi mà Dennis dọn, Dennis không biết cái vết nào là vết nôn, vết nào là vết chớ, em vết chớ ra nữa, vết nào vết tè bậy nữa, rất là ghê. Nhưng mà tôi nên thấy em mình rất dễ thương nên thành ra là mình cũng phải chăm con, mình yêu, và đặc biệt là quà của Ladder Star tặng nữa. Thế là mình phải bế em vào trong kia tắm rồi chùi đít, cứ hễ mỗi em ý đi vệ sinh ra mình lại lao ra cầm giấy gất chùi ngay và thay giấy vệ sinh sạch sẽ luôn. Và em ý thực sự thì khi mà về đây thì em ý bị lạ nơi ở này, lạ nước này, mà hôm nay chắc là tắm nước đúng không? Với cả cái anh đưa về ấy, hôm nay chắc chắn là tắm nước rất là lạnh nên thành ra bé về bé kiểu chưa thích nghi được ấy, thành bạn bé nôn mửa nên thành ra tối nay đấy ít không dám cho ăn nhiều, chỉ dám dã nhỏ đồ khô ra để cho em ý ăn để em quen ý dần. Và bắt đầu từ ngày mai Dennis sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, đó chính là phải nghiêm khắc như lúc đầu Dennis nghĩ, đó chính là phải dạy bảo Đặng Văn Thơm trở thành một học sinh ưu tú nhất của showbiz, thông minh nhất và làm nhiều trò nhất bằng chiếc này. Đây là cái clicker do thầy cô Ly giao cho Dennis và giao cho Dennis một cái giáo trình. Và đáng lý ra tối nay phải áp dụng rồi mà. Nhưng mà em đang cố, đúng không? Em đang thôi, yếu. Thôi, sáng ngày mai sẽ bắt đầu sáng sớm, ngày mai sẽ 7 giờ hẹn dậy sớm đấy. Dennis sẽ tập gym, Quân sẽ tập gym, sau đấy sẽ dạy cho em Thơm để em Thơm phải gương mẫu và thông minh nhất showbiz. Và hôm nay thì đã mua được khá là nhiều đồ cho em Thơm rồi. Tuy nhiên là mình cũng phải đặt ở nhiều nơi khác nhiều nơi khác nhau để làm sao để cho cái màu sắc rồi cũng như là mọi thứ. Tại vì như mọi người biết là Quân là một ca sĩ đúng không? Và Dennis là một giám đốc sáng tạo. Thì bọn Quân rất là muốn là cái không gian có các bé cún trong nhà, ví dụ NC hay là Thơm, thì sẽ có những cái tông màu nó phù hợp fashionable. Và đồ thú thực với mọi người nhá, là khi mà để chọn đồ mua cho những cái con cún ấy, cún hay là vật nuôi của chúng mình ấy, thì thực sự là mình háo hức lắm, vất vả và cũng rất là háo hức. Bởi vì sao? Bởi vì là khi mà được chọn những cái đồ đấy ở trên mạng thì đồ gì cũng muốn mua, nhưng mà làm thế nào nhưng mà làm thế nào đấy để cho tất cả những cái đồ đạc đó nó phải thứ nhất là hiệu quả trong việc công dụng, thứ hai nữa là màu sắc cũng phải thẩm mỹ đó. Nhưng Dennis không hiểu tại làm sao đây là thói quen của không phải chỉ mỗi đồ cho thú cưng đâu, đồ của tất cả trẻ em nữa của Việt Nam, kiểu mọi người đặc biệt là châu Á có thói quen cứ trẻ em và thú cưng hết thử cứ xanh đỏ tím vàng đủ các thể loại rainbow màu sắc các thứ, nhưng coi mình nhất thiết phải thế đâu. Dennis muốn nó chỉ là đơn giản tông đen, tông xám, tông be, tông nude hoặc tông nâu, những cái đơn giản nhưng tinh tế. Ôi tìm không ra luôn mọi người ạ, nên thành ra toàn phải đặt trên mạng, đặt mỗi nơi một ít thì mới về ra đúng cái màu mình thích. Dennis có một cái yêu cầu nhân cái vlog này là nói đến tất cả các chủ các shop của thú cưng, mọi người hãy nhập về những cái đồ thực sự mà ví dụ con người bình thường ấy đấy, cũng Dennis với Quân các thứ cũng thích mà cũng trắng đen xám và một chút màu nhẹ nhàng thôi, không nhất thiết cứ phải hồng pastel xong xanh rồi để làm khó cho cả Dennis với chúng nó. Vui thì thôi, nó vui thì thôi, chứ còn thực sự mà nói thì chắc là vì trẻ con mà nên là phải có những cái màu thì đấy, như thế thì đúng em không? Em đang bảo là tại vì là cái thói quen ấy, thói quen với cái quan điểm của ngay đến ví dụ cháu em mua đồ tặng cháu em toàn mua tông đen xám với cả ghi kiểu cho nó trông rất là thời trang. Nhưng mà tuy nhiên thì giống như chị em thì chị em bảo ui trẻ con thì sao cho mặc đấy, phải mặc vàng mặc đỏ đi đấy, thì chắc là do quan điểm của mỗi người. Nhưng mà đấy thì Dennis nghĩ mong nói nặng hơi nặng nề tí lúc này thôi, nhưng mà thực ra mong các pet shop hãy quan tâm đến một cái số lượng ít hơn, giống như Dennis chúng con là thích những cái đồ basic cho thú cưng mà nhập về để cho nhiều hơn tí. Có rất là nhiều bạn nói rằng là không biết là cún con về nhà thì có thực sự là hợp với cả NC Moon Moon không. Như các bạn đã biết thì NC Moon Moon chính là bạn mèo đã sống với cả Nguyễn Trần Trung Quân được 8 năm rồi ở đây ạ. Đây chính là NC Moon Moon của chúng ta đây ạ.
MC Moon Moon chào toàn thể các bạn. MC hôm nay đang thay lông nên lông rụng hơi nhiều một tí. Khi mà đưa các bạn hôm nay đưa Thơm về nhà thì Quân đã để Thơm ra này, rồi là Quân đã phải để Thơm chào để MC, Thơm chào trước. MC và cho hai bạn gọi là thơm nhau, gần nhau và thơm nhau. MC ghê gớm lắm, quay sang định đòi cắn Thơm thôi, còn giơ tay tát bốp tát nhưng mà may vẫn sượt vào da rồi. Xong rồi thực ra là lúc đấy còn nhốt vào cái chuồng nhiều, nhưng mà trường cho hai không đứa. Phải đâu, là bạn này này, bạn đã nhốt hai đứa vào trong cùng một cái chuồng để làm quen với nhau thì chẳng là đánh nhau. Đáng lý ra là mình phải kiểu như là cho không, đây này làm quen từ đấy trở đi nó sợ ấy. Đấy, hay là nhắc đến Thơm là ghen đúng không? Đại khái Thơm vèo nhà một phát là từ đấy trở đi MC ấy, vừa đi tắm về ở spa không dám ra phòng khách luôn tại vì có Thơm. Đấy, cứ nói đi. Nhưng mà chắc chắn là khi nào mà Thơm được 1-2 tuần nữa thì ở nhà quen rồi thì chắc hai bạn sẽ là bạn thân với nhau đấy, đúng không? Ngày xưa đã nuôi chó với cả mèo cùng nhau rồi thì thực ra thời gian đầu thì có vẻ xa lánh thôi, nhưng mà sau ấy cái độ nhây với cả độ lì của chó ấy, tức là vào hay cả khịa ấy, dần dần rồi mèo sẽ quen, mèo thích nghi, xong mèo hai đứa chơi thân với nhau bây giờ. Rất là mong là MC Moon Moon và Đặng Thị Thơm Đặng Đức Thơm. đây là Nguyễn Trần MC. Đây là Nguyễn Trần MC. Còn là Đặng Văn Thơm. Đặng Văn Thơm hay Đặng Đức Thơm? Đặng Đức Thơm. I choose you. Đặng Đức Thơm đi là em của Đặng Đức Hiếu. Ok. Đúng rồi. Thì mong rằng là Nguyễn Trần MC và Đặng Đức Thơm. Ok, cho fix lại là Đặng Đức Thơm không phải Đặng Văn Thơm. Mong rằng là Nguyễn Trần MC và Đặng Đức Thơm sẽ là một đôi bạn thân với nhau và ở trong nhà thì đừng có đôi bạn thân gì? Anh em. Là anh em với nhau. Là anh em về tình huynh đệ. Tình huynh đệ. Rồi. Và thêm một cái điều nữa là mọi người thấy không ạ, là với một chú mèo ta thì Quân đặt tên là MC Moon Moon, còn với một chú chó Tây thì Quân đặt tên là Dennis. Đặt tên là rất là Việt Nam để cho nó kiểu mix với nhau cho nó hay ho. Với cả thực ra là ấn tượng tại sao Dennis đặt tên Thơm là tại vì lần đầu tiên gặp thấy Thơm lắm và ngửi cũng thấy Thơm, giữa một đàn chó rất là nhiều màu, rất là nhiều mùi như thế nhá, nhưng mà riêng em Thơm, Dennis bế lên vẫn thấy Thơm nên Dennis quyết định là đặt tên Thơm. Và Dennis nghĩ là để cho nó tây hơn một tí thì sẽ cho tên là dứa, theo tiếng Anh nghĩa là dứa đi, gọi là pineapple đấy. Và chắc là tới đây, không phải chắc đâu, chắc chắn Dennis và Chu Quân sẽ lập một tài khoản Instagram để bây giờ thử lập đi xem có được không. Em muốn lập một tài khoản tên MC Thơm MC Thơm. Để đấy là sẽ là một cái tài khoản để Dennis để Trung Quân update hình ảnh thường ngày, những cái khoảnh khắc thường ngày của MC và Thơm lên đấy cho mọi người theo dõi. Mọi người nhớ follow nhá. Bây giờ Dennis thử lập cho mua được không. Mọi người ơi, Dennis với Quân vừa lập ngay cái tài khoản Instagram NC và Thơm, đó chính là NC Thơm. Mọi người hãy click vào tài khoản NC Thơm trên Instagram để follow hoạt động của NC và Thơm mọi người nhé. Dennis và Trung Quân sẽ update liên tục những bức hình của NC và Thơm trên đấy. Và bây giờ thì cho mọi người gặp Thơm đi. Xin giới thiệu với mọi người, em Đặng Đức Thơm. Đấy, mũi trái tim này vô. Đang ngáy ngủ à? Ngủ ấy. Nên em bảo, ở đấy, đang vừa ngủ nên mũi rất là khô. Dennis có một sở thích là rất thích sờ mũi của chó hoặc mèo mà lúc vừa ngủ dậy tại nó khô ấy. Đây mọi người thấy không ạ? Đây chính là Đặng Đức Thơm, một thành viên mới về với team của Nguyễn Trần Trung Quân và Dennis Đặng. Mọi người là em trai của NC. Hey, what happened? Chắc chắn là bây giờ thì sẽ cho bé Thơm đi nghỉ và chúng ta sẽ kết thúc cái vlog này. Và rất là mong là mọi người sẽ ủng hộ cho vlog của Nguyễn Trần Trung Quân cũng như Dennis. Và nếu mà mọi người thích thì hãy ấn like, share và subscribe kênh YouTube của Nguyễn Trần Trung Quân nhé. Hẹn gặp lại.